Xe điện trẻ em Tây Ninh xin chào cả nhà. Trước mắt cả nhà là cái mẫu xe là DTM888, được mô phỏng theo dòng xe của thương hiệu là Maserati. Xe này hiện tại là ở bên mình chỉ còn là màu trắng, phiên bản bánh cao su nha. Phiên bản bánh nhựa thì hiện tại là ở bên cửa hàng đã hết hàng nha. Sắp tới chắc là sẽ không về lại nữa ha. Đây chính là phiên bản bánh cao su, hai động cơ, xe tải trọng là 35 kg. Xe này phù hợp cho bé từ dưới 6 tuổi nha, tầm 8-9 tháng tới dưới 6 tuổi là sử dụng được. Xe tải trọng là 35 kg, sử dụng là hai bình ắc quy, hai động cơ, ghế nệm da rất là êm. Đây chính là cái remote nha. Ở trên remote thì nó có 3 tốc độ nhanh chậm luôn nha cả nhà. Đây ngay cái chữ S này, ba cái đèn là 3 tốc độ nha. Ngoài ra cái chữ B kế bên này á, là chức năng dừng xe, mình ấn vô nó không chạy nữa nha. Mình mở khóa mình bấm một cái nữa thì xe sẽ chạy. Điều khiển này thì phù hợp cho bé tầm dưới 2 tuổi, còn từ 2 tuổi trở lên thì ba mẹ hỗ trợ cho bé tự chơi nha. Ở trên xe thì nó cũng có là nút tiến lui nè, có luôn chức năng bập bên luôn. Xe sử dụng qua bánh cao su cho nên nó bám đường rất là cao và mình chạy rất là êm. Nó cái ma sát giữa bánh cao su và mặt sàn ấy, nó êm hơn, nó ít có bị dằn, phù hợp cho bé nhỏ, đặc biệt là một cái món quà thôi nôi cho bé. Mẫu xe cực kỳ sang trọng nha. Đèn thì thiết kế rất là sáng, logo thì đầy đủ nha. Cái màu trắng cũng rất là sang trọng luôn nha cả nhà. Xe thì cửa mở hai bên nha, hai cửa. Ghế thì được nệm da, nó thiết kế màu đen nha, được chỉ may là màu trắng, có dây an toàn luôn. Cái khoang của xe này và ghế ngồi rất là thoải mái luôn nha cả nhà. Bé nhỏ nhỏ là chơi cái xe này rất là phù hợp nha. Giá nó cũng mềm nữa, nó chỉ phiên bản bánh cao su này nó chỉ 2.150.000 thôi. Ở bên trái vô lăng thì có công tắc nguồn nha. Đây công tắc nguồn. Còn đây chính là cái chức năng bập bên nha. Mình ấn vô thì nó bập bên, nó đu đưa vậy cả nha. Còn kế bên là cái công tắc tiến lui nha. Mình ấn về phía trước, mình đạp ga thì nó sẽ chạy về phía trước nha. Còn mình ấn về phía sau đạp ga thì xe nó sẽ ra lui. Cái này bé từ 2 tuổi trở lên sử dụng. Còn ở trên vô lăng thì một bên kèn, một bên nhạc. Nó có hỗ trợ cái cổng lắp USB luôn nha cả nhà. Đối với những cái dòng xe phân khúc tầm trung thì Maserati DTM888 này là một trong những cái lựa chọn rất là hợp lý luôn. Màu trắng nó cũng rất là đẹp luôn. Lúc trước giờ bên cửa hàng mình bán màu đỏ cũng nhiều lắm, nhưng mà màu đỏ hiện tại là hết hàng rồi nha. Màu đỏ thì nó có màu đỏ đô á. Màu trắng cũng đẹp luôn. Vừa rồi là bên mình vừa giới thiệu sơ qua cái dòng xe DTM888. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video bên cửa hàng mình sẽ giới thiệu những sản phẩm tiếp theo. Thân ái chào anh chị.